Chào mừng các bạn đến với sân vận động Tam Kỳ thuộc thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Thì sắp tới, sân động Tam Kỳ sẽ được hơn 40 tỷ đồng để sửa lại toàn sân với những hạng mục như là mặt cỏ, có thể là cỏ Bermuda, dạng đèn, đường chạy, vân vân. Chậm nhất là đầu năm 2022 sẽ khởi công. Mấy cỏ cũ sẽ được bốc lên và chuyển sang đắp vào một sân phụ khác để làm địa điểm tập luyện mới. Dự kiến trong tương lai, Quảng Nam sẽ xây thêm một sân tập cỏ tự nhiên và một khu nhà mới cho vận động viên đội 1. Hai các bạn, Thọ của kênh Quy Nhơn City nha. Hôm nay thì Thọ có một chuyến di chuyển từ thành phố Quy Nhơn ra với thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đó, sau khoảng 4 tiếng đồng hồ, 250 cây số thì Thọ có mặt ở tại phía sau lưng đó các bạn đó. Đó là sân vận động Tam Kỳ nha. Hôm nay thầy Thọ sẽ đưa mọi người tham quan sân vận động Tam Kỳ. Đó, hiện nay nó như thế nào nha các bạn. Rồi, đây là phía ngoài của sân vận động Tam Kỳ, khá là cũ kỹ nha các bạn. Đây mình quay cái ngoài thành phố cho mọi người xem một tí nha. Đấy, trong này là trong khuôn viên của sân vận động rồi. Còn đây là ở phía ngoài của sân này các bạn. Đấy, đây Thọ đón là khán đài A luôn á. Đấy, tập đoàn đất Quảng đồng hành cùng bóng đá Quảng Nam. Đấy, thì chắc là cái sân Tam Kỳ này nó đang sửa chữa nha các bạn, cho nên là thấy không có ai hết, khá là cũ kỹ. Ở bên phía ngoài đây nè, hồi nãy Thọ đi qua bên này làm các cái phòng ở rồi bỏ hoang hết đó. Có hỏi một bạn thì nói là sân đang bắt đầu sửa chữa. Đấy, bây giờ thì mời các bạn vào bên trong mình xem nó như thế nào nhé. Đây là lối vào các bạn, phòng của chủ tịch câu lạc bộ. Nhà vệ sinh nước chảy tự nhiên luôn. Đó các bạn, đây là cái khu vực khán đài của sân vận động Tam Kỳ này các bạn. Đó, mái chìa nè các bạn. Chung là nó xuống cấp hết rồi, hư hết rồi. Ghế thì sân cũng tương đối đầy đủ ghế. Mái chìa có mỗi cái khu khán đài A1, A2 thôi. Còn A3, A4 thì cũng không có mái chìa. Mình ra thì thấy một số công nhân phía kia các bạn đang sửa lại cái đường bít để tổ chức hội thể khu động. Còn năm sau thì tỉnh sẽ bơm 40 triệu, xin lỗi các bạn, bơm 40 tỷ trong cái gói là 150 tỷ phát triển nền thể dục thể thao bóng đá Quảng Nam lên. Thì trong 40 tỷ đó sẽ là được sửa chữa nâng cấp sân vận động Tam Kỳ. Đấy, đây nè bạn, cái ghế thì người ta bắt ở trên cái thanh sách như thế này này. Đó, khu vực ghế khán đè, ghế này thì toàn người cũng mới thôi, mới vài năm thôi chứ không có lâu lắm. Thì năm 2017 thì Quảng Nam vô địch V-League, vừa rồi thì mới xuống hạng cho nên là chắc là bỏ sân xuống cấp như thế này luôn. Mạch cỏ thì họ tham quan rồi, mạch cỏ lá gừng chung là tương đối xấu,
và tưới là tưới tay nha các bạn. Đấy, tưới là tưới tay. Ở cái kia các chú bảo vệ, chú đang làm cỏ các bạn, đang chăm sóc cỏ. Thì sân vận động Tam Kỳ Quảng Nam, cái sân là cũng có đường bít nhưng mà cái mặt cỏ là mặt cỏ hình vuông, hai đầu là cũng là làm cái chất liệu là nhựa đường bít đó các bạn. Đấy, chứ không được phủ hai đầu cỏ như sân Quy Nhơn của chúng ta. Đây là phía trên lầu này các bạn, trên lầu của lên khán đài A. Có cái lối đi lên mà khán giả có thể đi lên để mà xem đá banh nhé. Này chỗ này. Đấy, cứ đi lên đó lên. Phòng truyền hình này các bạn, phòng truyền hình. Nói chung là tan nát hết các bạn, cũ kỹ quá. Ngày phải nâng cấp lên năm, nói trong năm nay hoặc năm sau mới nâng cấp. Đấy. Toàn cảnh sân này các bạn. Phía kia có màn hình LED nha các bạn. Có màn hình LED cũng tương đối. Về cơ bản sân này nó cũng khá là đẹp các bạn, nó cũng giống như nếu mà nâng cấp lên thì nó sẽ tương đối giống với một phần giống với sân Hội Xuân. Đấy, nó có khán đài là hai tầng, một phần còn lại thì nó giống với sân Quy Nhơn. Ba khán đài còn lại này giống với sân Quy Nhơn, nó hình chảo, hình elip. Đây là cái mặt ngoài của khán đài này các bạn. Đấy, mặt ngoài nó theo cái kiểu mà trường học các bạn, cái mặt phía khán đài mặt ngoài nó giống, rất giống với theo kiểu trường học. Đấy, phía ngoài công viên nó bãi đậu xe thì khá là rộng nha các bạn, rất là rộng luôn. Sân cũng có xe lưu xăng nha các bạn, nhưng mà nghe ba chú bảo vệ nói là bị hư rồi. Đó, ở bên kia là cái màn hình trụ đèn nha các bạn, trụ đèn thì thọ đến một trụ vậy 28 bóng, khá là ok. Trụ bằng thép nha các bạn, không phải là bằng bê tông như sân Quy Nhơn. Máy này các bạn, trên máy hư hết này, bay một phần luôn rồi. Ở phía dưới của khán đài này bạn, phía dưới hành lang khán đài đấy, các cái phòng có chúng ta có thể đầy đủ phòng, còn có giám đốc rồi phòng tổ chức thi đấu này. Đấy,
Ở màn hình LED cận cảnh này các bạn, chiều dài khoảng 3 x 2, 3 x 2, thấy bạn tương đối nhỏ rồi. Đây là mạch cỏ của sân Tam Kỳ nè các bạn, cỏ lá gừng nha. Đấy, chú bao giờ thì kéo ống tưới đó các bạn. Hiện giờ thì sân này vẫn còn đá, vẫn còn được đội Quảng Nam đá. Bên cái tầng dưới của khán đài B nè bạn, có phòng của đội khách. Bên này là phòng của đội nhà. Đấy, khán đài B, các phần chức năng. Phòng giám sát trọng tài. Phòng hộp. Khán đài B các bạn, khán đài C.